chưa chị đâu ạ. Ba mẹ con mình cùng chơi nha. Bây giờ mình sẽ đọc theo mẫu câu I eat. Hả? Và các loại quả đúng không? Đấy chưa? Bây giờ chị Đậu sẽ đọc cho em nghe nha. I eat pineapple. Pineapple. I eat pineapple. Chị Đậu giỏi quá. I eat mango. 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 I eat orange. Orange. Chị Đậu giỏi quá. Pear. I eat pear. Pear. I eat strawberry. Strawberry. I eat banana. 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 I don't want coconut. 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 Apple. I eat apple. Apple. I eat kiwi. 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 I eat watermelon. 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 Rồi, tiếp nào. I eat grape. Chị Đậu đọc to lại cho em nghe nào. I eat grape. 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 To cho em nghe. I eat papaya. 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 Chị Đậu đọc. I eat peach. Chị Đậu giỏi quá. Peach. Peach. I drink orange juice. Là gì? Uống nước cam. Nếu mà muốn nói là drink. I drink orange juice. Là uống cam á? Orange. Orange.